OK chào mừng 500 anh em đã trở lại với cái kênh trải nghiệm TV. Chúc tất cả anh em xem video clip thật là vui vẻ nè. Trong khi xem video thì các anh em tiết gì cho máy một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh. Đừng quên bật luôn cái chuông thông báo lên để nhận những cái video, những cái like sớm nhất từ cái kênh trải nghiệm của mình nha. Hôm nay thì mình đi khá nhiều con game nhưng mà mình chưa có review một cái con game đã làm nên tên tuổi của mình. Đó là cái con game là LOK2, mình thường gọi nó là lok 2 nha anh em. Hôm nay mình sẽ vào trong đây review cho anh em là một cái server thằng ma đang hỗ trợ tốt nhất ngay thời điểm hiện tại và anh em người ta chơi đông nhất ngay thời điểm hiện tại luôn. Và hiện giờ mình vào trong đây để mà mình show một cái cây đồ. Đó là một cái cây đồ của mình full đồ ở ngay cái thời điểm là tầm trung thôi anh em chứ không được là quýt nhất bờ gồ thì các anh em xem đón thử cái cây đồ mình là được bao nhiêu cũ nha bao nhiêu cũ mới sở hữu được một cây đồ như vậy. À, cho các anh em tầm khoảng là 5 giây để các anh em comment vào cuối phần video nha. À, mình sẽ đếm nè. 1 2 3 4 5. Rồi các anh em uh, comment nha. Sau khi các anh em đón đồ xong á thì uh, mình lại đây mình chia sẻ cho anh em nè. Các anh em lại đây lại gần gần vô cái màn hình mình nha đừng có đi xa quá đây đầu tiên thì mình đã có một cái cây ABS với cấp độ là cộng 15 đây là một cái vũ khí gồng 2 gồng 1 thì mình nâng cấp lên gồng 2 gồng 2 thì mình nâng cấp lên thằng binh hiện tại thằng binh ở server này là cây vũ khí khỏe nhất ngay thời điểm hiện tại và có cái giá thành đắt nhất ngay thời điểm hiện tại thì các anh em thấy là nếu mà sở hữu được một cái cây công cụ như mình đó chỉ số nó khác hơn người ta chút xíu nhưng mà nó vẫn là một cái chế độ tầm trung thôi chưa có phải là quýt nhất hay là bờ gồn nhất tại server tại vì nhiều anh em đầu tư khá nhiều còn mình thì vào trong đây đã chia sẻ cho anh em là một cái cây đồ trên người của mình đang sở hữu là bao nhiêu một cái cây công cụ của mình đang sở hữu như vậy là trên 3 mét một cây nha anh em ở đây là mình chỉ nói là hơn thôi chứ mình không có nói một cái giá cố định và chính xác đâu anh em nào mà có nhã ý muốn sở hữu hay là muốn ban lại muốn bát lại gì đó thì trên người của mình mình có cái gì mình sẽ bát lại cái nấy và đặc biệt ở server thằng ma này mình có là nâng cấp công cụ, nâng cấp vũ khí cho anh em nè, bán đồ cho anh em nè và bán cái bo in whip cho anh em luôn, bán đồng con luôn. Anh em muốn mua gì, muốn ủng hộ gì thì có thể là comment ngay ở cái video này chừng nữa ở video này mình có để một cái zalo anh em nào muốn mua muốn sử dụng hay muốn tìm hiểu hay muốn hỗ trợ gì đó anh em liên hệ vào trong zalo nha đây là một cái công cụ của mình lever 5 mắt sắp cát là 5 lỗ và lever 5 và ở đây của mình là hp tối đa 8 nha anh em chỉ số đây là tăng 8 phần sát thương chứ không phải là 4 phần trăm sát thương nha các em nhìn kỹ nha ở đây mỗi một lần mà các em nâng một ốp hay là nâng một ốp hoàn hảo hay là tăng bật lên ví dụ tăng sát thương mặc định của nó là 4 phần trăm các em lên 8 trăm là các anh em vẫn tốn phôi Phôi ở đây là một cái shop 13 Shop 13 hiện giờ thì nó cũng rất là rẻ rồi Hơn 200k chút xíu thôi Không còn như lúc trước Lúc trước thì nó hai trăm mấy chục k là nó rất là đắt Còn bây giờ các anh em farm Các anh em muốn tích chữ hay là các anh em muốn nâng cấp nhẹ vậy á Muốn nâng lên cái gì cũng có hết bên mình Cái gì cũng có nâng hết nha anh em Và cây kiếm của mình là trên 3 mét Ở đây tiếp theo là mình có một cái bộ đồ Bộ đồ của mình cũng vậy luôn Bộ đồ của mình các anh em thử đó bao nhiêu Nếu mà cái phôi của cái set block này không cộng 15 hai ọp bên mình có giá dao động là full 5 socket mà không có khảm socket nha thì cái giá chuẩn của nó là 3 mét nha còn nếu mà thêm những cái dòng socket như vậy nếu mà anh em chơi một cái con DK thì nó là 25 viên nếu tính ra cái bộ đồ trên người của mình dọn dạng thì nó hơn 7 m nha anh em cái bộ đồ thôi nha chứ không phải là tổng đồ nha thì cây ca này là trên 3 m nè bộ đồ này là là trên 7 m nè và tiếp theo là tới cái win nè cái win này cũng vậy nếu mà một cái phôi win không chưa có khảm socket gì hết thì nó ở nằm một cái dạng là 4 mét nha Còn nếu mà khảm socket vừa rồi á thì nó lên là 5 mét 5 mét hơn nha anh em Tại vì cái đây là mình đang xài một cái win reel. reel thì các anh em nhìn vô phân biệt reel và thường nếu thường á thì nó chỉ là có 69 phần trăm của mình reel là mình lên là 160 phần trăm các anh em nhìn phân biệt reel và thường các anh em nhìn hai chỉ số này nè còn socket hay là tỷ lợi 5%, 5% này cũng y chang nhau Thì bên mình có năng từ 5% lên 6, 7, 8, 9, 10 Cái gì bên mình cũng có năng hết Chỉ cần anh em gớt lúa là cái gì bên mình cũng năng hết Cái win của mình hiện tại bây giờ nó cũng hơn là 4m nha anh em Tiếp theo đó là một cái khiên Vì DK khi mà mình đi farm thì mình dùng 2 k Còn mà đi... Uh, BK thì các anh em có thể là dùng một cây ABS và một cái khiên thì khiên của mình nó chỉ có là hai hộp thôi nhưng mà được cộng là 15 nè và được năm dòng socket nữa khiên của mình nó hơn một củ nha anh em khi đến với một cái con game MU các anh em không thể thiếu một cái bộ nhẫn qua dây chuyền còn gọi là Ben và Gin thì ban Gin của mình là full ở trên đây là full 4 dòng S xe dưới đây là full 5 lỗ socket và 5 lỗ có khảm sẵn luôn thì như vậy một cái bộ nhẵn dây chuyền ở một cái giá hiện tại á nếu mà thường full s một lỗ thì nó chỉ là có 450 k thôi còn nếu mà các anh em lên thêm một tí xíu nữa thì nó đâu đó tầm khoảng 2 mét gửi hoặc là 3 mét gửi nha nếu mà các anh em chơi cái hội cho nó tốt chút xíu tầm khoảng là hơn 3 mét và đây là một cái con đại quỷ còn gọi là một con bét hỗ trợ cho anh em cực kỳ là tuyệt vời luôn nó tăng cái lượng đam cho chúng ta lên rất là nhiều đây tăng 40 phần trăm sức tấn công nè và ở đây cho chúng ta là cái dòng hoàn hảo 10 dưới đây mới là cái quan trọng năm lỗ sắp kết kèm theo đó là khảm full đi vào năm luôn thì cái con đại quỷ bây giờ là hơn 2 mét nha anh em dưới 3 mét nhưng mà hơn 2 mét thì các anh em có như gì các anh em mới vẽ được cần thiết như gì cái này mới bơi ca được và nhiều khi á mình vào trong đây cũng bị mấy anh em tạt té lên té xuống bình thường nha anh em chứ không phải đồ hiện tại như gì mà đã chùm đã quyết sự vào đâu nhiều anh em chỉ là mua một món hoặc là hai món thôi thì người ta gớt cả chục củ chứ không phải là nguyên cái bộ đồ của mình có mấy chục củ như vậy là đã bá nhất đâu người ta chỉ có một món thôi là mấy chục củ rồi còn của mình ở trên mình như gì đây mà chỉ có mấy chục củ thôi bộ đồ này thì 7 củ nè cái công cụ này thì hơn hai củ là chín củ cái này năm củ nó 14 củ nè cái này nữa 16 nè rồi cái này nữa 19 nè cái này 20 thì trên người của mình chỉ là hơn 20 củ chút xíu thôi nếu mà tính cái giá mà thời ban đầu á thì nó lên tới là bốn năm củ còn cái giá bây giờ á thì độ nó rất là rẻ rồi thì chỉ hơn hai chục củ chút xíu thôi là có một cây đồ tuyệt vời để mà mình đi farm mà hôm nãy anh này anh lại đây thì anh bật bk lên anh dọ dẫm các kiểu thì ở đây mình test cho anh em xem cái nha lên ui rồi ôi đâu vậy BK ca đi đâu vậy mặn luôn anh em lại tạt đất quay luôn nha Đất quay này khá là châu bò nha anh em <laughs> Như vậy thì cũng không chịu nổi nha Thì mình sẽ sẵn mình đi kiếm cái ông DK kia Ông DK kia ông mới lặn đi đâu mất tiêu rồi Thì mình sẽ đi kiếm ổng một vòng coi ổng tự giờ cháu đi săn boss Chứ trên đây làm gì có quái nữa mà mà săn Ổng lại đây cái ông gặp con DK của mình Ổng đánh một vòng cái ông chạy mất tiêu luôn Lúc trước đây là một cái bãi quái để farm đồ 380 Rất là quyền thoại Đang kiếm cái anh DK Titan Anh rất là đẹp trai không đồ giả mù xa mưa Phạm gì đang cho người ta thương á, người ta không bk Nhưng mà khổ một cái là mình đang làm clip nha, bê luôn anh em ạ à. Và mình sẽ dạo một vòng ở trên Aya cho anh em xem nha Aya trên đây á, thì cũng có anh em farm cũng khá nhiều Đa phần giờ này á, thì anh em đang treo cài cuốc Hoặc là một số anh em không có hợp đi farm mà cứ bật BK lên ngoài vậy anh em Đây Titan đây có gì đâu mà phải sắn anh em Ở đây là mình sẽ đi quét cho anh em xem tốt nhất có thể Ui rồi ôi toàn là web không hỏng mình rồi hỏng mình rồi anh em à quay này hơi trâu chút xíu nha anh ta đang dùng hp 8 anh em à Mình có một cái lượng gì đó là rất là trâu nha cực kỳ còi nhây anh em à Mana của anh ta tốt quá cách quay thủ cực kỳ trâu à hiện tại á, server này nó có một cái bộ đồ đó là bộ đồ full thần của đất quay một bộ đồ full thần của DK. hai cái bộ đó hiện tại bây giờ đang nằm mưa nằm gió nha thì chỉ tốn đâu đó là hơn 7 củ chút xíu là anh em đã sở hữu cái bộ đồ đó rồi rồi nếu anh em thảm vô cái dòng socket nữa thì nó tính thêm nha bộ đồ đó thì các em có thể là nâng cấp lên được bình thường ủa này anh quá trâu rồi anh em ơi anh xài sẽ lại gần trâu quá ở đây chưa có phải là quá cao sang mình sẽ lên trên map ikagut cho anh em xem ikagut trên đây thì toàn thứ giữ trên đây không thằng binh thằng biết đồ các kiểu các anh em thấy lên trên đây bk rất là dữ dội nha cái ông này ông mặc đồ thằng binh đâu nè quá dữ anh em à lên đây BK cho anh em xem tí xíu nha qua à, khỏi chỗ này mình sẽ đi kiếm một cái chỗ khác nữa lại uh, vô giả vô nguyên một đống của đất quay nè vô đất quay gì mới sướng nè vô gì mới sướng nha anh em Quá tuyệt vời anh em ạ. À. Đâu? Ông nào đâu? Lên trên đây. Lên trên đây là mình tạt té về hết nha. Review bộ đồ rồi lên trên đây BK luôn như vậy cho anh em mới biết được. Còn nếu mà không lên BK thì các anh em không biết được cái cây đầu của mình. Ồ, nó qua toàn mít không vậy? cho mấy anh em này biết uh, thế nào là ở đây cứ canh cái bãi tớp của người ta hoài, trong khi đó là anh em uh, người ta đang farm cặm củi rất là nhiều. Đấy. Mà các anh em cứ uh, đi lên đi xuống nè, ông này nè, lũi lên đây mà farm nè. Mình sẽ đi uh, một vòng nữa nha. Này. về thành hết đi anh ơi. Đợi ca cực kỳ khỏe. Đắt quay không vô nổi mana siêu của đắt quay nha anh em. Mấy anh DK mình quạt té còn đắt quay không vô nổi mana siêu của nó. Tại vì mấy anh này lên đồ lai gành hết rồi. Quá to rồi. Các anh em thấy đồ lai gành không? Lai gành đó là full thằng á. Nên cái chuyện mà nó chống chịu rất là tốt nha. Sẵn đi một lượt thì cho về quê hết. cho té hết nha anh em anh em bây giờ cũng farm rất là tốt rồi người nào người nấy cũng rất là to chứ không còn yếu đuối nữa đâu nhận đồ hỗ trợ xong rồi các anh em tìm hiểu con game rất là tốt rồi các anh em quay sang các anh em đầu tư nhẹ đây thằng bên full thằng Full gồng đỏ. Rồi kèm thêm một cây thần binh nữa. Quá chắc anh em ơi. hoặc là phải cho té nha. Đồ của mình không có gì gọi là quá cao siêu nha anh em. Tại vì nhiều đồ anh em rất là cao siêu hơn nữa. Đồ mình chỉ là dạng đồ tép ghiêu thôi. Tại nhiều anh em rất là đam rất là to đây như đầu của mình đó mình quạt mấy DK nó nó ngã các anh em thấy quạt đất quay nó không ngã không đây đấy là đất quay đầu thường thôi đó mà mình quạt không ngã nổi nữa nè thủ của đất quay rất là tốt con DK các anh em cần dí sát như vậy nè các anh em quán thì mình vừa ăn được một cái đam của mình ra và mình vừa ăn được một cái đam phản nữa sáng mình tập thể dục nhẹ buổi sáng cho anh em xem nha Ok và như vậy cái video của mình sẽ xin tạm kết thúc tại đây Xin chào và hẹn gặp lại các anh em ở video clip lần sau Thì mỗi đêm là 8 giờ tới 9 giờ Thì mình thường có like ở trên tiktok Cái con game là lóc 2 này để hỗ trợ anh em Hỗ trợ server hoàng gia nè Hỗ trợ sư thằng ma à, Nếu mà muộn thì 9 giờ mình sẽ like tới phía Còn sớm thì 8 giờ mình sẽ like tới phía nha